À, nếu có điều kiện thì nên học Tây bản địa hay là Tây không phải bản địa nói tiếng Anh đấy. Hôm nay chào mừng anh chị quay lại với kênh tiếng Anh Grammar. Hôm nay chủ đề ngắn gọn thôi. Nếu mà học người nước ngoài học Tây ấy, thì nên học những người bản địa như là Anh, Mỹ, Canada, Úc, Ireland, Nam Phi, hay là học những người không phải bản địa. Có rất nhiều người Tây người ta không phải bản địa, người ta cũng đến Việt Nam và người ta dạy tiếng Anh. Thì theo ý kiến cá nhân của tôi, nếu mà có điều kiện học thì mình chọn cái người nào đấy, thì tôi sẽ nêu ra những cái ưu và nhược điểm. Thứ nhất, nếu mà chị học những người bản địa chắc chắn rồi, như Mỹ, Canada, Anh thì họ sẽ có những cái phát âm, tất nhiên là cái giọng của họ sẽ khác nhau, ví dụ anh Mỹ sẽ khác nhau, nhưng về cái phát âm, về cái ngữ pháp của họ thì họ sẽ chuẩn tuyệt đối đấy. Thế còn về cái phát âm, về cái chất giọng thì sẽ khác nhau rồi, tùy anh Mỹ, anh Úc hay là anh Canada đấy. Thế nhưng mà học những người bản không phải bản địa, như ví dụ như là Đức, Hà Lan, Ý, thậm chí là Nga, người ta đến, có người người ta đến đây dạy tiếng Anh, thì là những người như này thì người ta sẽ có cái gì, thường thường những người không phải bản địa thì thường thường người ta sẽ nói được những ngoại ngữ khác nhau. Cái điểm mạnh của họ là họ sẽ sử dụng được vài thứ tiếng, thậm chí là nhiều thứ tiếng, thì họ sẽ chia sẻ cho anh chị cái gọi là cái trải nghiệm, cái quá trình học, cái phương pháp học hiệu quả nhất. Hay còn những người bản địa Anh, Mỹ, Úc thì người ta sẽ chia sẻ dạy anh chị những cái gọi là cái phát âm, cái ngữ pháp. Đó. Thế còn về cái khả năng học ngoại ngữ thì là những người không phải bản địa, những người Tây không phải bản địa, người ta sẽ đẳng cấp hơn, người ta sẽ hơn những người là nói mỗi tiếng Anh, là cái thứ tiếng mẹ đẻ. Đấy là cái ưu nhược điểm của những người Tây nói là thứ tiếng, là tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, và là những người Tây tiếng Anh là cái tiếng thứ hai họ phải học ở trường. Đó. Nhưng mà nếu là tôi thì tôi sẽ chọn những người mà không phải bản địa, vì là họ sẽ quay phương pháp và họ sẽ quá trình, họ đúc kết cái kinh nghiệm của chúng ta để chúng ta có một cái đường đi nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thế còn anh chị nào muốn phát âm hay hay là ngữ pháp chuẩn 100% thì học những người bản địa thôi. Nhưng tất nhiên học những người bản địa thì giá nó sẽ cao hơn. Đấy.